Bạn có cặp lông mày rậm đen và đang băn khoăn không biết có nên đi tạo sợi flybrows hay không? Video dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết thắc mắc về 1. Có phải cặp lông mày cứ đen và rậm là đã đủ đẹp? Và bạn sẽ đẹp hơn như thế nào nếu tạo sợi bằng lông mày flybrows? Có phải cặp lông mày rậm là đẹp hay không? Có thể nói rằng bạn được ưu ái rất nhiều nếu đang sở hữu cặp lông mày đen, rậm bởi chúng có những ưu điểm nổi bật như rõ sợi nên chỉ cần chuốt là vào dáng. Nhờ vậy, khuôn mặt rõ khối hơn, không mất quá nhiều thời gian để kẻ chỉ mỗi ngày. Thế nhưng, không phải cặp lông mày rậm nào cũng là hoàn hảo 100% bởi sẽ có những trường hợp như sau. Dáng mày có chất lông rậm, đầu chân mày chưa đều nên dáng mày chưa cân đối. Hàng chân mày có sợi rậm nhưng thưa nên chưa rõ dáng. Lông mày rậm nhưng sợi lông mày mọc quá xuôi khiến cho mắt trông bị buồn. Với sợi mày rậm và đen nhưng hơi ngắn ngắn và thiếu phần đuôi sẽ khiến dáng mày chưa thật phù hợp với gương mặt. Hoặc có nhiều trường hợp lông mày chỉ thiếu vài sợi để bổ sung vào sự hoàn hảo tuyệt đối và chỉ cần chuyên viên xác định đúng điểm vàng trên da để bổ sung sợi đúng, đủ sẽ mang đến tác phẩm chân mày đẹp hoàn hảo. Lông mày rậm vẫn nên tạo sợi flybrows để chuyển hóa từ đẹp sang hoàn hảo. Gương mặt có khối. Công nghệ tạo sợi flybrows thiết kế dáng mày theo cấu trúc khuôn mặt và bổ sung các sợi mới dựa vào màu sắc, độ to nhỏ và chiều đổ của sợi gốc. Bạn sẽ sở hữu cặp chân mày rõ dáng hơn, rõ sợi khiến khuôn mặt có khối. Đẹp tự nhiên như thật. Màu của sợi flybrows giống và tệp, có thể nhạt hơn một tông với màu chất lông mày gốc. Khi bong ra, tạo thành một tổng thể các sợi hòa quyện lại với nhau và có vẻ đẹp tự nhiên như thật. Khắc phục hạn chế của hàng chân mày. Công nghệ tạo sợi flybrows giữ tối đa lông mày thật để bạn giữ nguyên vẻ đẹp của cặp lông mày gốc và chỉ tiến hành thêm sợi đúng vị trí để tôn lên sự tự nhiên từ bản thể của cặp lông mày.